Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, theo kế hoạch ngày 15 tháng 8 vừa qua là thời hạn chót để các bộ ngành phải trình chính phủ phương án cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01. Thông tin mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay 16 bộ đã có báo cáo về tình hình trình dự thảo nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện kinh doanh. Và báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng cho thấy hiện có 4 bộ đã chính thức cắt giảm được 900 điều kiện kinh doanh trong tổng số 5.905 điều kiện, đạt tỷ lệ hơn 15%. Trong khi việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đang bị đánh giá là chậm hoặc điều kiện kinh doanh cũ vẫn đang gây bức xúc cho doanh nghiệp còn chưa cắt xong, thì lại vẫn có mối lo ngại từ việc điều kiện kinh doanh mới mọc lên. Chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, cũ cắt chưa xong, mới đã mọc thêm sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng cho thấy hiện có 4 bộ đã chính thức cắt giảm điều kiện kinh doanh, gồm Bộ Công Thương xếp vị trí đầu tiên với 675 điều kiện trong tổng số 1.216 điều kiện được cắt giảm, đạt 55,5%. Tiếp theo là Bộ Xây dựng đã cắt giảm 183 điều kiện trong tổng số 215 điều kiện kinh doanh. Hai bộ còn lại gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo hứa cắt giảm 110 trên 212 điều kiện nhưng mới cắt giảm được 16 điều kiện, đạt tỷ lệ 7,5%. Bộ Thông tin và Truyền thông hứa cắt giảm 199 trên 385 điều kiện kinh doanh nhưng đến nay mới cắt giảm 26 điều kiện, đạt 6,75%. Rõ ràng tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh đang bị chậm. Chất lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm vẫn là chủ đề gây nhiều băn khoăn vì không đánh trúng, không đánh đúng vào những bức xúc của doanh nghiệp, thì vẫn lại có những điều kiện kinh doanh mới mọc thêm. Chúng tôi lấy câu chuyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phân tích rõ hơn về vấn đề này. Bộ Giáo dục và Đào tạo có 241 điều kiện kinh doanh. Sau khi rà soát, lên phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2014, thì trong năm 2017 đã chủ động cắt giảm 29 điều kiện, đơn giản hóa 22 điều kiện, còn 212 điều kiện. Sang năm 2018, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hứa cắt giảm 110 trên 212 điều kiện, nhưng mới chỉ cắt giảm được 16 điều kiện, đạt tỷ lệ 7,5%. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ yếu nằm trong hai nghị định hiện hành là Nghị định số 46 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 73 năm 2012 quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Trong tổng số 212 điều kiện kinh doanh, đề xuất bãi bỏ cắt giảm 81 điều kiện, đơn giản hóa 29 điều kiện, đạt tỷ lệ 51,9%. Với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sau một thời gian dài án binh bất động trước làn sóng cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ khác, nay đưa ra phương án đề xuất cắt giảm, chưa bàn đến nội dung, chỉ nói về mặt chủ trương và tinh thần, thì rõ ràng đề xuất này tuy chậm nhưng cũng là nỗ lực của bộ. Chúng tôi phải bày tỏ là thực sự vui mừng với cái việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Điều này nó cũng thể hiện là cái sự khuyến khích đối với hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Mặc dù là nó có hơi chậm, nhưng chúng tôi cũng hiểu chậm có nghĩa chậm không, nhưng mà không có nghĩa là không bao giờ. Và chúng tôi sẵn sàng chờ đợi để Bộ Giáo dục Đào tạo có thêm những cắt giảm thêm các điều kiện kinh doanh khác sau khi rà soát và xem xét các điều kiện thực tế. Tuy nhiên, với phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đều có những ý kiến phản ứng. Nói chung là các quy định về điều kiện kinh doanh của ngành giáo dục và đào tạo có những cái đặc điểm nó không được ổn. Và kể cả sau khi đã được rà soát, sửa đổi và đã đề xuất các một số phương án cắt giảm và đơn giản hóa thì tôi thấy rằng vẫn rất nhiều điều cần phải tiếp tục có thể sửa đổi để mà làm tạo ra một cái khung khổ pháp lý về kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nó tốt hơn. Tôi đánh giá là cái hai nghị định và cũng như phương án sửa hai nghị định này thì vẫn chưa thể hiện cái tinh thần gọi là tinh thần kiến tạo mà Thủ tướng Chính phủ đây đề ra. Cụ thể, có nhiều vướng mắc mà các doanh nghiệp và các nhà đầu tư giáo dục đang gặp phải
mà không được giải quyết sau khi nhìn vào danh sách điều kiện kinh doanh được cắt bỏ. Đó là những điều kiện kinh doanh gây bất bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục trong nước và cơ sở giáo dục nước ngoài. Ví dụ, để thành lập một trường đại học, thì đại học trong nước phải có 5 hectare đất trở lên, trong khi đại học nước ngoài không yêu cầu phải có 5 hectare đất. Để hoạt động một trường đại học, nhà đầu tư trong nước cần vốn 1.000 tỷ đồng trở lên, trong khi nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần vốn 350 tỷ đồng. Để hoạt động cơ sở giáo dục đại học, trong nước phải cần xây dựng cơ sở vật chất, nhưng với nước ngoài thì chỉ cần đi thuê. Về điều lệ tổ chức đại học, với cơ sở nước ngoài được tự chủ về tổ chức, chất lượng nhân sự, trong khi cơ sở trong nước phải đáp ứng theo luật. Rồi lại có những điều kiện là những thủ tục hành chính rườm rà, mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Các thủ tục thì chúng tôi nghĩ càng ngày nó càng nhiều. Nếu cách đây hơn 10 năm, thì từ thời điểm nhận cái giấy phép đồng ý về mặt chủ trương thành lập đại học FPT cho đến khi khai giảng khóa đầu tiên, chúng tôi chỉ mất khoảng độ 9 tháng. Thì bây giờ cái thủ tục để thành lập nó phân liệu thôi. Ít nhất chúng tôi phải mất 3 năm. Hoặc có những điều kiện kinh doanh vô lý và không cần thiết. Thì tôi thấy là vẫn còn nhiều quy định rất là cứng nhắc và không cần thiết. Ví dụ như là cái cơ sở mầm non hoặc cái nhóm trẻ độc lập thì cũng phải yêu cầu là phải có đồ dùng cá nhân cho trẻ. Thì có phải là trường bắt buộc hoặc là nhóm già trẻ cũng bắt buộc phải làm cái đó không? Hay là phụ huynh gia đình họ lo cho họ các em bạn rồi phải có quạt. Thì có những nơi mà vùng sâu vùng xa người ta tổ chức một cách đơn giản, tiết kiệm chi phí, không nhất thiết phải dùng quạt, mà đời ví dụ trong những vùng núi, vùng sâu, vùng xa, họ không có điện hoặc là họ không có nhu cầu, người ta trẻ em mới chịu được nóng, không cần quạt thì người ta có phải bắt buộc có quạt không? Rất nhiều điều nó rất là cứng nhắc, không cần thiết như vậy. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cho giáo dục còn khẳng định, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thể hiện nhà nước đang can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và đặt ra câu hỏi là nhà nước đang nhìn các nhà đầu tư vào giáo dục theo góc độ nào, thương mại hay phi thương mại? Nếu nhìn nhận họ như một doanh nghiệp, thì cần phải để họ hoạt động đúng như một doanh nghiệp, được quyền tự quyết định, lựa chọn hình thức kinh doanh của mình. Vì hơn ai hết, những nhà đầu tư cho giáo dục hiểu rằng chất lượng của họ và sự sống còn của họ sẽ do khách hàng là học sinh và phụ huynh học sinh đánh giá là chuẩn nhất. Và nếu họ không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó, thì họ không thể tồn tại được. Do vậy, việc nhà nước can thiệp quá sâu nhưng lại quá thừa và can thiệp bằng những quy định vô lý sẽ không nâng cao được chất lượng giáo dục mà chỉ tạo nên rào cản cho doanh nghiệp. Nhà nước và xã hội nhìn các nhà đầu tư vào giáo dục dưới góc độ nào? Đây là một câu hỏi tôi nghĩ rằng là nên nghiêm túc để suy nghĩ. Bởi vì chúng ta vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh cái chuyện là lợi nhuận hay là phi lợi nhuận. Bây giờ tôi muốn góp vào ông Khang 20 tỷ. Thế thì người ta vốn cũng là một cái doanh nghiệp nào đó người ta bỏ tiền vào. Thế họ có bây giờ thì nhà nước nhìn 20 tỷ của họ dưới góc độ là họ đi làm công ích hay là đi làm từ thiện hay đi làm cái gì hay là đầu tư thì phải nói đầu tư kinh doanh để có lợi. Trong khi những điều kiện kinh doanh hiện hành gây khó, bức xúc cho doanh nghiệp kể trên còn chưa được cắt giảm, còn đang gây nhiều tranh cãi, thì đến tháng 3 năm 2018 vừa qua, lại có một nghị định về giáo dục được ban hành. Đó là Nghị định số 49 năm 2018, quy định về chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với các tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được quy định tại điều 4 như sau. 1. Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm, có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8m2 một người, có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 3. Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 nghị định này. 4. Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc
hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định. 5. Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định, trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Rõ ràng, những điều kiện được quy định trong Nghị định 49 năm 2018 đã lại bị đi theo một lối mòn cũ. Đó là những quy định với những từ ngữ rất chung chung, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, kiểu như phải phù hợp, phải đủ, phải rất tốt, phải có đạo đức tốt, phải có trình độ, vân vân. Hoặc có những quy định quá cụ thể, thành ra lại thừa và can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Vậy là những quan tâm và lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp về hiện trạng, điều kiện kinh doanh cắt mà như chưa cắt, hoặc điều kiện kinh doanh cũ cắt còn chưa xong thì điều kiện mới đã mọc ra là hoàn toàn có cơ sở. Và cũng theo báo cáo của tổ công tác, tính đến hết tháng 7 năm 2018, vẫn còn khoảng 2.363 điều kiện kinh doanh, chiếm 40% các điều kiện đã có phương án tiếp tục cắt giảm, nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của 14 bộ, trong đó bao gồm cả Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có lẽ câu chuyện điều kiện kinh doanh hiện hành gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp còn chưa được cắt giảm, còn đang gây nhiều tranh cãi. Điều kiện kinh doanh cũ còn chưa cắt xong thì điều kiện kinh doanh mới đã mọc ra, hoặc điều kiện kinh doanh cắt mà như chưa cắt, sẽ còn là một câu chuyện thu hút được nhiều sự quan tâm và cũng là một thực trạng đáng lo ngại. Điều này càng khẳng định, việc kiểm soát được chất lượng điều kiện kinh doanh là một việc làm vô cùng cần thiết. Bản thân các doanh nghiệp cũng hiểu rằng không thể tồn tại một xã hội hay một nền kinh tế mà các điều kiện kinh doanh hay các quy định của pháp luật đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu của tất cả mọi thành phần khác nhau. Nhưng điều cốt lõi mà các doanh nghiệp mong mỏi là một sự cầu thị, một sự lắng nghe và một sự sửa đổi hợp lý, đúng bản chất vấn đề, chứ không phải là những đề xuất có cũng như không. Rồi cái quy định và sát nhập chia tách trường không vẫn chưa được động đến. Trong khi đó chúng ta có cần quan tâm việc sát nhập chia tách cái trường mầm non không ạ? Đấy là một cái việc rất đơn giản, rất bình thường mà không hơi là gây ra một cái hậu quả gì cho xã hội cả. Nhà nước không nên quan tâm câu chuyện các trường mầm non, các trường tiểu học tách ra nhập vào. Khi một cái đơn vị kinh doanh hay đơn vị cung cấp dịch vụ gì đó, họ có những hoạt động sát nhập hay là chia tách, nhà nước chỉ nên quan tâm khi nó có thể gây ra những tác động bất lợi cho xã hội về vấn đề cạnh tranh. Khi mà hai công ty lớn người ta tập sát nhập vào nhau thì có gây ra cái hệ có thể là cái gọi là gì là sức mạnh thị trường, cái độc quyền hoặc là chi phối thị trường thì nhà nước cần phải quan tâm. Còn hai trường bây giờ đang hoạt động bình thường đã được phép hoạt động rồi, bây giờ nhập thành một trường thì gây ra hậu quả gì cho xã hội? Tại sao phải quản lý cái chuyện đó? Bàn về chất lượng điều kiện kinh doanh, trong khi một số bộ đề xuất phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh đã đưa ra con số rất ấn tượng với tỷ lệ rất cao, không chỉ trên 60% mà còn trên 70%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, những con số thống kê này chưa hẳn đã tuyệt vời như vậy. Cùng với đó, năm 2018 phải cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh hiện có. Và đến nay đã là tháng 8, mới cắt giảm được 900 điều kiện kinh doanh. Vậy thì, từ giờ đến hết năm có hoàn thành được mục tiêu hay không? Và chất lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm có thực sự đánh trúng vào những gì doanh nghiệp đang vướng mắc hay không? Chúng ta có phải lo ngại về việc vì mải chạy theo số lượng mà quên mất chất lượng điều kiện kinh doanh cần cắt giảm hay không? Rằng đây là nhiệm vụ phải hoàn thành và hoàn thành bằng mọi nỗ lực và không có lý do để chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì đây không phải là nhiệm vụ mới, bởi vì nếu như theo đúng thông tin của tôi theo dõi thì cái nhiệm vụ này được giao cho các bộ ngành từ khoảng tháng 9 năm 2017. Tức là tính cho đến nay nó đã có một năm. Và thực tế cũng đã có bộ hoàn thành những việc này rất sớm, ví dụ như là Bộ Công Thương. Cho nên đối với các bộ thì có thể nói rằng đây không phải một việc mà theo tôi là mới. Cũng đây cũng không phải một việc mà không quen với các bộ. Vì các bộ cũng đã có cái năng lực, trước đây đã xây dựng các cái nghị định để ban hành các điều kiện kinh doanh thì nay họ phải hiểu rất rõ là các điều kiện kinh doanh. Chất lượng điều kiện kinh doanh là một việc đáng bàn. Vậy làm thế nào để có những điều kiện kinh doanh có chất lượng tốt, thực sự cần thiết, chứ không phải là những điều kiện kinh doanh tạo ra rào cản, tạo giấy phép con cho doanh nghiệp? Có cần thiết phải có một cơ quan riêng để kiểm soát điều kiện kinh doanh?
hay Việt Nam có cần phải có những công cụ sắc bén để cắt giảm điều kiện kinh doanh hay không? Rất nhiều phương án đã được nghĩ tới, chỉ với mục đích chúng ta có thể kiểm soát chất lượng điều kiện kinh doanh một cách tốt nhất. Hiện nay thì có nhiều cách. Kinh nghiệm quốc tế thì cũng chỉ ra là trong những giai đoạn ban đầu của cải cách thì đôi khi chính phủ có thể áp dụng những cái nguyên tắc kiểm soát điều kiện kinh doanh, và đôi khi nói ra thì đôi khi người ta nghĩ là nó không phù hợp với Việt Nam. Ví dụ như có những nước người ta áp dụng cái nguyên tắc một đổi một, có nghĩa rằng là trong cái giai đoạn ban đầu của cải cách ấy, thì các bộ ngành nếu như ban hành một cái điều kiện kinh doanh mới thì họ phải cắt bỏ đi đâu đó một cái điều kiện kinh doanh hiện nay, có nghĩa là nguyên tắc một đổi một. Cũng có nước áp dụng cái điều khoản ta tạo gọi là mặt trời lặn, có nghĩa rằng người ta quy định là các quy định về điều kiện kinh doanh nó sẽ đương nhiên hết hiệu lực sau 5 năm hoặc là 3 năm chẳng hạn. Và để chứng minh được cái điều kiện kinh doanh đó có được tiếp tục áp dụng hay không thì doanh nghiệp phải đánh giá lại cái sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp lý của điều kiện kinh doanh đó. Và nếu như không chứng minh được sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì điều kiện kinh doanh đó thì điều kiện kinh doanh đó đương nhiên được bãi bỏ, ta tạo gọi là điều khoản mặt trời lặn. Thế thì nên như vậy, trong những giai đoạn đầu của cải cách, khi mà cái nhận thức cũng như cái hiểu, cái gọi là cái nhận thức và cái hiểu sâu sắc về cái bản chất của cái câu chuyện về cải cách điều kiện kinh doanh không phải chỉ là bãi bỏ một cách cơ học mà thay đổi cái tư duy quản lý, thay đổi cái phương thức nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh doanh, thì những cái công cụ như vậy đôi khi nó cũng đã rất hiệu quả. Câu chuyện về cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải là câu chuyện của một ngày, sẽ phải là một tiến trình dài hơi, nhiều nỗ lực và từ nhiều phía. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, một khán giả có địa chỉ mail loan.trần@gmail.com viết thư về chương trình và hỏi: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ở đây gọi tắt là công ty A, là công ty hạch toán độc lập và chủ sở hữu là công ty B. Vậy thì công ty A có thẩm quyền quyết định việc vay vốn của chính mình hay không? Mong chuyên mục tư vấn giúp và xin chân thành cảm ơn. Mời luật sư trả lời ạ. Theo quy định tại khoản 1 điều 76 luật doanh nghiệp năm 2014, chủ sở hữu công ty là tổ chức thì có các quyền sau đây: quyết định các nội dung về điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty, quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, quyết định dự án đầu tư phát triển, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp, hoặc một tỷ lệ hoặc một giá trị khác nhỏ hơn được quy định trong điều lệ của công ty. Có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức cá nhân khác. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào các công ty khác, tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty, quyết định sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác của công ty, quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty, thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành việc giải thể hoặc phá sản, và các quyền khác theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty. Như vậy, đối với trường hợp của bạn hỏi thì bạn nhận thấy rằng đối với các cái hợp đồng vay mà có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp, hoặc một tỷ lệ giá trị tài sản nhỏ hơn được quy định trong điều lệ của công ty, thì thẩm quyền quyết định việc vay vốn của công ty A sẽ do chủ sở hữu là công ty B quyết định. Công ty A sẽ được quyết định ký các cái hợp đồng vay vốn. Đối với những cái hợp đồng vay mà không thuộc thẩm quyền của công ty B theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp. Cảm ơn luật sư ạ.
Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.